Xin chào tất cả các bạn, mình là Nghĩa, chuyên viên tư vấn và chăm sóc sức khỏe của Siêu Pet. Thì hôm nay mình có một em Chihuahua ở đây. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người về những cái đặc điểm của Chihuahua thuần chủng. Làm sao để biết một bé Chihuahua như thế nào là thuần chủng. Đầu tiên, mọi người sẽ nhìn thấy trán của cún này. Đấy, như em của mình đây. Đấy, em trán ru. Đấy, Chihuahua là dòng cún có trán ru này, trán nó lồi nhô hẳn ra đấy. Đấy, cao tướng này. Đặc biệt đấy là ở trên đầu của Chihuahua ấy, khi mọi người mua một bé cún ấy, cái bé nhỏ này, mọi người sẽ thấy một cái lỗ ở giữa trán này, nó sẽ lõm vào này, nó sẽ lõm ở giữa trán này. Đó. Nhưng mà khi nó lớn ấy, thì cái xương sọ nó sẽ lấp đầy ra. Còn khi các bạn mua lúc bé ấy, chắc chắn là con nào nó cũng có cái lõm ở trán thì các bạn sờ mới thấy cơ. Thứ hai là Chihuahua này dòng cún tay dựng, đấy, tay nó dựng lên này, mọi người thấy chưa? Tay dựng nha, mắt lồi, tay dựng, trán ru và mặt gãy, đây mặt nó gãy này, mặt gãy một lếp. Đấy, đặc điểm rất là dễ nhận biết của bọn Chihuahua khi các bạn nhìn vào khuôn mặt đó. Còn dòng Chihuahua này, cái dòng có đuôi, để đuôi nhá, đuôi dài và đuôi quan này này, rất là đẹp luôn đó. Về màu lông ấy thì màu lông của Chihuahua nó rất là đa dạng, nó có màu vàng này đấy, hoặc là màu vàng trắng này, như em này của mình đây là màu vàng trắng đấy, màu vàng nó pha trắng đấy. Nó còn có cả màu chocolate tan này, hoặc là màu chocolate tuyền luôn đấy, có màu đen này. Đấy, có màu trắng tuyền này, đấy, vàng tuyền này, đấy, bò sữa nữa. Và hiện nay nó còn có cả các bé Chihuahua màu blue mà các bạn người ta nhân giống ra ấy. Màu blue thì các bạn hay gặp ở các dòng ví dụ như là Bumi á, thì các bạn sẽ thấy nó hay có màu blue hơn. Còn Chihuahua ấy, cái bộ lông của nó ấy, thì nó sẽ có cả dòng Chihuahua lông ngắn và Chihuahua lông dài nhá mọi người nhá. Thì Chihuahua lông dài ấy, mình không có ở đây, mình sẽ để cái hình ảnh ở bên cạnh này để cho các bạn tham khảo đó. Đấy là những cái đặc điểm để các bạn có thể nhận biết được thế nào là một bé Chihuahua thuần chủng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của mình nha. Bye bye mọi người nha. Nếu có thắc mắc thì các bạn có thể comment ở dưới, mình sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn.